Kính chào quý khách. Sau đây là máy bơm chìm 0.37 kW, 0.5 HP, 0.5 ngựa. Có mã sản phẩm là QFD1.5 gạch ngang 17 gạch ngang 037. Máy bơm sử dụng điện áp là 220V. Thì ở chiều cao 17m thì có thể bơm được 1.5 m³/giờ. Còn ở những độ cao thấp hơn như là 9m có thể bơm được 5.5 m³/giờ. Thì lưu lượng bơm nhiều nhất bơm có thể đạt được là 6 m³/giờ. Cột áp cao nhất máy bơm có thể đạt được là 18 m³/giờ. Máy bơm có IP68, có thể nhúng xuống nước, ao hồ, sông, suối, vì đây là bơm chìm. Cấp chịu nhiệt của dây đồng là cấp B. Về phần ống xả thì có đường kính trong là 20mm, đường kính ngoài là 25mm. Sau đây là phần hút. Đây là phần hút. Đây là dắt cắm vào nguồn điện 220V để sử dụng. Sau đây là hình ảnh kho xưởng và văn phòng công ty.